Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức lễ công bố nhãn hiệu đúc đồng Lộng Thượng, tới dự và trao quyết định có đại diện lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh có liên quan và đông đảo các nghệ nhân, chủ các cơ sở đúc đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã trao quyết định cho lãnh đạo huyện Văn Lâm. Theo đó, đúc đồng Lộng Thượng được mang nhãn hiệu số 321445. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đúc đồng Lộng Thượng cho 3 cơ sở gồm đúc đồng Bảo Minh, đúc đồng cổ truyền mỹ nghệ Bảo Long và hộ kinh doanh Dương Thị Thư. Được biết, ông tổ nghề đúc đồng ở Lộng Thượng là Khổng Minh Không, quốc sư Triều Lý ở thế kỷ thứ 12, đến đây và truyền lại nghề đúc đồng cho dân làng. Nghề được phát triển mạnh vào thời Lê Trịnh. Đến thập kỷ 90 của thế kỷ trước, 4 trong 9 thôn của xã là Bùng Đông, Văn Ổ, Xuân Phao và Lộng Thượng vẫn giữ được nghề cổ truyền, nhưng đến nay chỉ còn Lộng Thượng là thôn duy trì và phát triển được nghề.